Tô Quyển, cô tới làm gì? Người thanh danh bại quả như cô đây mà cũng xứng tới đây sao? Cô có thể tới, sao tôi lại không? Sao cô lại có thứ đó? Cô muốn xem Hạ Tu Diễn đối xử tốt với tôi ra sao. Trước đây anh ta vì cô xấu, cô bẩn, cho nên muốn tự hôn với cô. Bây giờ quay lại theo đuổi tôi. Cô đó giống như con chuột cống. Cho dù bây giờ đẹp lên thì làm sao đây? Không có núi dựa vào như Tô gia, anh ta nhất định sẽ không xem cô ra gì đâu. Bây giờ tôi tuyên bố Hạ gia chúng tôi sẽ đầu tư cho người mà tôi thích. 300 triệu. 300 triệu và chắc chắn cho cô Tô Giao rồi. Mọi người đều biết Hạ Tu Diễn thích Tô Giao. Tô Gia thật hạnh phúc. Giám đốc Hạ giỏi quá. Đây là tiêu 300 triệu đổi nụ cười mỹ nhân rồi. Nhìn thấy chưa? Người trước đây tự hôn cô, bây giờ lại xin tôi thích. Tô Quyển, cô hâm mộ phải không? Cô đó mãi mãi đều không so được với tôi đâu. Tô Diễn, em... Cô Tô, tôi nguyện dùng 300 triệu đầu tư cho cô. Xin cô ở bên cạnh tôi. Xin cô ở bên cạnh tôi. Hạ Tu Diễn, Tô Giao, em cũng ở đây à? Tới ăn cơm sao? Anh chắc chắn muốn đem cái này cho cô ấy sao? Đúng vậy. Bởi vì cô Tô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Sau khi quen biết với cô Tô, tôi mới biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đừng nói là 300 triệu, cho dù đem tất cả vốn đầu tư của Hạ gia tôi cho cô ấy hết, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Anh có biết chị ta là ai không? Cô Tô, mở to mắt ra mà nhìn đi. Chị ta là chị gái của tôi, Tô Quyển. Hả? Chẳng lẽ cô cho rằng mình hài hước lắm sao? Hả? Sao cô ta có thể là xấu xí Tô Quyển được chứ? Hạ Tu Diễn, lâu như vậy rồi mà anh vẫn mù như vậy sao? Tôi họ Tô, tên là Tô Quyển. Cái gì? Tô... Tô Quyển? Không phải cô nói Tô Quyển đã chết rồi sao? Phải đó. Rõ ràng tôi vẫn còn sống rất tốt. Tại sao nhà họ Tô lại tuyên bố với bên ngoài là tôi đã chết? Cô ấy thật sự là đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Quyển, người đã tự sát 6 năm trước. Năm đó Tô gia nói Tô Quyển không chịu nổi đả kích vì bị từ hôn nên đã tự sát. Xem ra đằng sau chắc chắn có Quyển khúc. Cười chết mất. Trước đó Hạ Tu Diễn từ hôn Tô Quyển, bây giờ lại tới xin người ta, không phải đàn ông tầm thường sao? Im miệng. Cho nên Hạ thiếu gia, 300 triệu này anh định đưa cho ai vậy? Tu Diễn, không phải trước đây anh từng đồng ý muốn đưa cho em sao? Tôi Hạ Tu Diễn, nếu cậu dám đồng ý thì cậu cút ra khỏi nhà họ Hạ cho tôi. Ông nội, ông sao ông lại... Cậu giấu tôi với bố cậu, nuốt chửng tiền vốn công ty để theo đuổi phụ nữ à? Hả? Không phải. Ông nội, ông nghe cháu nói. Cậu đừng ở đây làm mất mặt nhà họ Hạ tôi nữa. Đi, theo tôi về nhà. Tu Diễn, xem ra Hạ Tu Diễn không cứu được cô rồi. Tu Quyển, chị cố ý phải không? Chị cố ý quyến rũ Hạ thiếu gia, cố ý câu dẫn người ta. Rốt cuộc tại sao chị lại ác độc với tôi? Người tồi tệ như cô cũng xứng mà nói tôi ác hay sao? Chưa kể Hạ Tu Diễn là tự tìm chết mà thôi. Tôi không giống như cô, dù dỗ người khác không biết xấu hổ. Nói linh tinh gì đó, chị có tin tôi? Dám ra tay ngay trước mặt tôi, cô muốn chết à? Đình Tiêu, sao anh lại tới đây? Đình Tiêu, chị ta ra tay, chị ta đánh em. Tôi ra tay đó thì sao? Tô Giao, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô hại chết con trai của tôi, tôi muốn cô phải trả giá gấp 100.000 lần. Đình Tiêu, chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Giám đốc Lục, tôi đã ra tay đánh vợ của anh đó, anh muốn trả lại sao? Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô ấy là vợ của tôi. Còn về ra tay liên quan gì đến tôi? Vậy tôi có thể tiếp tục ra tay được không? Tùy cô, nhưng mà đừng làm bản thân bị thương. Đình Tiêu, sao anh lại có thể như vậy? Đi.
Để tôi xem nào. Xem cái gì? Tay của cô đấy. Tôi không có sao. Tôi... Sao vậy? Tôi mới vừa đánh tô dao. Anh không để ý sao? Tại sao tôi phải để ý? Không phải cô ấy là... Cô cứ nhắc cô ta mãi làm gì? Còn cô đấy, cô với Hạ Tu Diễn có quan hệ gì? Cô với Hạ Tu Diễn có quan hệ gì? Không phải anh đã thấy rồi hay sao? Cho nên cô không hề thích anh ta à? Sao tôi có thể thích loại đàn ông hạ lưu như vậy chứ? Tôi biết mà. Tại sao anh lại hỏi chuyện này? Hạ Tu Diễn không phải người tốt. Tôi nhắc nhở cô một chút. Chuyện này tôi rõ hơn anh. Hôm qua cô tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Giám đốc Luật, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Cảm ơn ý tốt của anh nha. Tôi không... Ê da, Đình Tiêu à, mấy tháng không gặp, cậu gầy đi nhiều quá. Thế này đi, ngày mai dẫn theo Tiểu Duệ đến nhà chơi. Tôi đây bảo Giao Giao hầm canh cho cậu, bồi bổ sức khỏe. Không cần đâu. Người một nhà sao lại khách sáo như vậy? Nguyễn Nhi, ngày mai con cũng đến nhà nhé. Chúng ta vừa khéo người một nhà tụ họp bên nhau, tiện thể để con gặp mặt cháu trai của con. Ông Tô, 6 năm trước chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Người một nhà các ông nói chuyện, người ngoài như tôi đi trước đây. Tô Quyển, Đình Tiêu à, đừng để ý. Con gái lớn của tôi tính cách như thế đấy. Nếu đã cắt đứt quan hệ rồi thì đừng lôi kéo quan hệ nữa. Tôi khuyên ông quản lý Tô giao cho tốt. Nếu như thật sự để tôi điều tra ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho nhà họ Tô. Thế bố, Đình Tiêu nói như vậy là sao? Không phải anh ta đã nghi ngờ gì rồi chứ? Ây da, con còn không biết ngại mà nói à. Nhiều năm như vậy rồi, đến cả thằng con quan mắc bệnh tự kỷ kia cũng không quản lý nổi. Vậy bố nói coi bây giờ phải làm sao đi? Như vậy đi, nhân lúc Đình Tiêu còn chưa điều tra rõ ràng, con nghĩ cách mang thai cậu con ta đi. Như vậy vị trí lục phu nhân của con sẽ vững vàng. Được, con biết rồi. Tô Quyển, muốn đối đầu với tôi vì mãi mãi không thắng được đâu. Tô Quyển, sao cô đi nhanh quá vậy? Tôi đưa cô về nhà nhé. Giám đốc Lục không ở bên trong ôn lại tình cũ với bố vợ sao? Chạy ra đây làm gì? Tô Nguyên Xuyên là bố vợ tôi lúc nào vậy? Con gái ông ta sinh con cho anh rồi mà. Ông ta còn không phải bố vợ anh sao? Tôi... Trước khi mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng, tôi không nên nhắc tới thì hơn. Tôi với Tô Giao không phải quan hệ đó. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không kết hôn đâu. Giám đốc Lục muốn kết hôn với ai liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi phải yên tâm? Tô Quyển, tôi biết cô tức giận vì chuyện người nhà họ Tô hôm nay, nhưng mà cô có cần phải nói chuyện với tôi như vậy không? Chúng ta rõ ràng đã. Giám đốc Lục, anh không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi biết giữa chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch. Tôi giúp Tiểu Duệ chữa khỏi chứng tự kỷ, anh cho tôi dự án. Trừ chuyện này ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào khác. Cô thật sự nghĩ như vậy à? Mami, con với anh trai chơi trò chơi hết cả buổi chiều luôn. Anh trai giỏi lắm. Có vui không? Mami, Daddy đẹp trai đâu rồi? Chú ấy sau này sẽ không tới đây nữa đâu. Về nhà với bố. 3 2 Giám đốc Lục, Tiểu Duệ còn đang trong thời gian điều trị. Anh muốn đi thì đi trước đi. Chút nữa tôi sẽ đưa thằng bé về. Daddy đẹp trai, chú ở lại đây với cháu đi. Được. Đến chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Tôi tốn nhiều tiền như vậy nuôi đám vô dụng các người. Daddy, chú hung dữ quá. Xin lỗi, dọa cháu rồi à. Daddy đẹp trai, tối nay chú không ngủ cùng với mami cháu sao? Cô ấy không cần. Chú không thích mẹ của cháu nữa rồi sao?
Cô ấy không thích chú, chú cũng không thích cô ấy. Vậy chú cũng cảm thấy Đường Đường là một đứa con không ai thương phải không? Ai nói vậy? Cháu đáng yêu lắm. Có rất nhiều người theo đuổi mẹ của cháu đều che cháu. Vậy đó là họ không tốt. Cháu đáng yêu nhất. Daddy đẹp trai, chú tốt bụng quá. Nếu chú có một đứa con gái đáng yêu như cháu thì tốt quá. Tôi không quan tâm. Chuyện ngày hôm nay bắt buộc phải làm xong. Hôm nay không làm tốt chuyện này, hai chúng ta đừng mong ngủ được. Hả? Chuyện tôi giao cho cậu khó khăn tới vậy phải không? Cậu xem, cổ phần A và B. Tôi muốn tất cả tài liệu về Tô Thị. Họ đã như vậy cả đêm rồi. Không phải cãi nhau rồi chứ? Họ đang chiến tranh lạnh. Phải làm sao đây anh trai? Nếu như họ cãi nhau thì không thể nào ở bên nhau được nữa. Xem anh đây. Alo, có thể nghe thấy không? Alo, mất tín hiệu rồi. Anh trai anh lợi hại quá. Chút chuyện nhỏ này mà không tra rõ được sao? Tiểu Duệ, đây là cái gì? Mami, mẹ xem đi. Tiểu Duệ, sao con lại có tài liệu nội bộ của Tô Thị? Anh trai giỏi lắm đó mẹ. Phải, Tiểu Duệ rất là giỏi. Mami, ngày mai xem tài liệu, mẹ xem TV với con đi được không? Được rồi. Sao họ lại không nói chuyện? Daddy đẹp trai có thể chủ động hơn chút được không? Bố anh là tên ngốc mà. Đúng là trầu chết đi mất. Thời gian không còn sớm. Giám đốc Lục, mời anh về cho. Ừ. Anh Bùi, chẳng lẽ là bố của Đường Đường? Không phải nói đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại gọi điện tới? Nhận được tài liệu của Tô Gia rồi. Anh sắp xếp theo lời em bảo rồi. Dạ được, cảm ơn anh. Còn khách sáo với anh như vậy làm gì? Nếu là anh, Bùi Thị trực tiếp ra mặt khiến Tô Gia phá sản chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Biết anh lợi hại rồi. Em đó, quá kiên cường, quá độc lập. Sau này chức tổng giám đốc Bùi Thị cũng là của rồi, em rồi, mà rồi. Em biết rồi mà. Chăm sóc tốt cho bản thân và Đường Đường. Qua mấy hôm nữa anh tới thăm hai người. Được. Bye bye. Tạm biệt. Giám đốc Lục sao còn chưa đi? Cô gọi điện thoại với ai vậy? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Giám đốc Lục không cần phải biết nhiều đâu. Cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ muốn quay lại? Bố của Đường Đường là trai tôi. Cô vẫn nên cách xa anh ta ra đi. Anh ta chắc chắn vừa xấu vừa tồi, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Chúng ta đi. Mami, Daddy đẹp trai làm sao vậy? Có thể là bị bệnh thần kinh gì rồi. Đường Đường, nghỉ ngơi sớm thôi được không? Ngày mai dẫn con và Tiểu Duệ ra ngoài chơi nha. Dạ được. Dẫn theo Tiểu Duệ cùng ra ngoài. Không lẽ là Linda? Nhân lúc họ không có ở đây, hôm nay nhất định phải nắm được Lục Đình Tiêu. Mở cửa mà chậm quá chị. Nể mặt bà còn dám chặn đường tôi sao? Giám đốc Lục đã dặn dò cô Tô, cô không được vào nhà họ Lục. Bà, khi nãy bác sĩ Linda dẫn theo Tiểu Duệ ra ngoài rồi phải không? Phải. Linda không nói cho bà biết tôi là học sinh của cô ấy. Cô ấy kêu tôi quay về lấy thuốc cho Tiểu Duệ. Nếu như làm lỡ chuyện trị bệnh của Tiểu Duệ, bà gánh nổi không? Tránh ra đi. Cô Tô, không phải cô đi lấy thuốc sao? Nói nhảm gì vậy? Đây là do bác sĩ Linda dặn tôi làm đó. Cố ý chuẩn bị cho Đình Tiêu. Bà mau đưa cho anh ấy, đừng trễ giờ. Dạ được rồi. Giám đốc Lục,
Cầm ly đi, tôi không uống cái này. Nhưng mà cô Linda. Linda, đây là cô ấy đưa tôi à? Dạ phải. Ra ngoài không mang mình theo, lại không quên pha cà phê cho mình. Nó là quan hệ hợp tác gì chứ? Không phải trong lòng cũng có mình sao? Alo, giám đốc Lục, anh muốn hỏi chuyện phương án hợp tác với Bùi Thị à? Tôi hỏi cậu, nếu như một người phụ nữ bề ngoài lạnh mặt với cậu nhưng không quên cố ý chuẩn bị cà phê cho cậu, thế có nghĩa là gì? Hả? Chắc là thích tôi rồi. Chắc là thích rồi. Xác định, còn nữa, chắc chắn. Thể hiện không tệ. Trả cho cậu 3 ngày phép. Chắc chắn là biết Bố Đường Đường là tên trai tôi, không giống mình. Ngọt quá. Đình Tiêu, ai cho cô qua đây? Đình Tiêu, em biết anh còn hiểu lầm về em, nhưng mà Tiểu Duệ là con ruột của em. Anh không cho em gặp nó còn khó chịu hơn cả giết em đó. Đừng chạm vào tôi. Đình Tiêu, Đình Tiêu. Bác sĩ Linda, sao cô lại quay về? Bên ngoài trời mưa rồi, giám đốc Lục đâu? Tôi có một dự án muốn bàn với anh ấy. Giám đốc Lục đang ở thư phòng. Được, nhưng mà kêu mình ra ngoài với Đường Đường và Tiểu Duệ, thì ra là để làm chuyện này với tôi giao với ban ngày sao? Đình Tiêu, cô đừng chạm vào tôi. Đình Tiêu, cút, cút. Cô ở lại thêm giây nữa, tôi sẽ giết cô. Sao cô lại ở đây? Tiểu Duệ, qua đây. Không cho cô bắt nạt mami và anh trai của cháu. Cái con nhóc đáng ghét. Tôi giao, cô chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi. Buông ra. Tô Quyển, tôi cảnh cáo cô, tôi là Lục phu nhân tương lai, đây là nhà của tôi, không cho phép cô làm loạn ở đây. Đường Đường, chúng ta đi. Mami, bà cô xấu xa này sẽ bắt nạt anh trai đó. Tôi giao, ngay cả con ruột của mình mà cô cũng không buông tha sao? Liên quan gì tới cô? Mời cô đi cho. Giờ vào đâu mà cô đuổi tôi ra ngoài chứ? Cô Tô, giám đốc Lục bảo cô đi đi. Nghe thấy chưa? Cô Tô Giao, giám đốc Lục kêu cô cút đi. Cô Tô Quyển, giám đốc Lục hình như có chút chuyện, làm phiền cô mau vào trong xem thử. Cái gì? Đình Tiêu cho chị ta vào trong. Không được đâu, không thể. Nè, nè, không có được vào trong. Lục Đình Tiêu, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Anh làm sao vậy? Nè, buông ra. Anh bị bỏ thuốc sao? Tôi đi tìm Tô Giao. Không cần, tôi không cần cô ta, tôi chỉ cần em. Nè, anh buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Giúp tôi với. Xin em. Anh buông tôi ra trước đi. Tôi sẽ giúp anh. Thật không? Đi, đi tới phòng tắm. Lạnh, lạnh. Tỉnh táo hơn chưa? Ngâm nước lạnh ở đây 10 phút đi. Thuốc của anh sẽ mất hiệu lực thôi. Em ác thật. Không ác làm sao anh tỉnh táo? Ai kêu anh giở trò chứ? Bây giờ tỉnh táo được phải không? Anh, bây giờ tôi rất tỉnh táo. Ý anh là sao? Em nói xem.
Tôi thấy là anh vẫn chưa tỉnh táo. Mami, Daddy đẹp trai sao rồi? Không, không sao đâu. Mami, sao mặt của mẹ lại đỏ như vậy? Mami sốt ạ. Là bị Daddy đẹp trai lây bệnh phải không? Không phải đâu. Mami, miệng của mẹ sao sưng lên vậy? Mẹ thật sự không sao mà. Này Tiểu Duệ, chứng tự kỷ của cháu có liên quan tới Tô Giao không? Cháu cứ yên tâm, sau này cô sẽ bảo vệ cháu, không để cho bất cứ ai bắt nạt cháu, được không? Mami, người như Tô Giao, ngay cả con ruột cũng không bỏ qua. Nhưng mà Tiểu Duệ đáng yêu như vậy, sao lại là con trai của cô ta chứ? Nếu như là con trai của mình, Tô Quyển chết tiệt, lần nào cũng làm hư chuyện của con. Con nói nhiều lời dư thừa như thế cũng vô dụng. Bây giờ Tô Quyển lấy được dự án, lại qua gần gũi với Lục Đình Tiêu. Lục phu nhân như con phải làm sao? Nguy cơ của Tô Thị phải làm sao? Tất cả đều là của con. Con không để cho chị ta dễ dàng cướp đi đâu. Nhưng đừng chỉ biết nói miệng. Dự án này rất phức tạp. Người không có thân phận gì như là Tô Quyển, tại sao xưởng thuốc lại đầu tư cho chị ta? Ý của con là gì? Con thì khác. Linda sắp tới thành phố, chỉ cần con tới làm học sinh của cô ấy, xưởng thuốc sẽ tin tưởng con, thì dự án này là của chúng ta rồi. Được, ngày mai là chiêu mộ đầu tư công khai, đến lúc đó người của xưởng thuốc đều sẽ đi, thì đó chính là thiên hạ của con. Được, con muốn khiến cho Tô Quyển quỳ xuống xin con. Giám đốc Lục, anh không đi với cô Tô à? Người có mấy xưởng thuốc đó không dễ đối phó đâu. Nói không chừng họ sẽ bắt nạt cô Tô đấy. Cô ấy là một con mèo với cặp răng nanh sắc bén, ai dám bắt nạt cô ấy chứ? Vậy anh tới đây làm gì? Tôi nói chứ, cô Tô đã pha cà phê cho anh rồi. Không phải là đã muốn lấy lòng anh sao? Anh cũng thích cô Tô mà. Cà phê đó không phải cô ấy pha cho tôi. À hả? Hôm qua phản ứng của cô ấy rất kịch liệt. Chẳng lẽ thật sự không thích mình, vẫn luôn quay lại với bố Đường Đường sao? Tô Quyển, chị dám tới thật sao? Một người không có gì như chị, thật sự cho rằng xưởng thuốc ở thành phố sẽ đầu tư cho chị sao? Không mời mà tới, còn giống như là con ruồi. Cô có biết mình làm phiền mọi người lắm không? Chị... Được rồi, chị bây giờ cũng chỉ có thể dùng miệng lưỡi cãi bướng. Mọi người không biết phải không? Tô Quyển là con nuôi của nhà họ Tô, một người còn chưa tốt nghiệp đại học, không có chút kiến thức y học nào hết, làm sao mà đảm đương được dự án lớn như vậy? Đúng vậy, thân là con nuôi, tâm tư ác độc, hành vi tàn nhẫn, vốn không thể đảm nhiệm trọng trách. Mấy người lại có ý gì? Đương nhiên là nói chị không xứng. Tô Quyển lúc đó danh tiếng rất kém, nếu để cô ta gánh vác, đúng là có nguy hiểm. Không có chút kiến thức nào về chuyên môn, có thể chịu trách nhiệm được sao? Mà tôi thì khác. Mọi người có biết Linda hay không? Thần y trong truyền thuyết đó, cô ấy chưa bao giờ nhận đồ đệ, nhưng mà bây giờ đã đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi. Cái gì? Đó là bác sĩ Linda đấy, trở thành đồ đệ của cô ấy, tương lai chắc chắn là bác sĩ nổi tiếng. Nghe nói nước ngoài có rất nhiều người đều muốn làm đồ đệ của cô ấy, nhưng mà Linda không có nhận ai hết. Vậy Tô Giao giỏi thật, so sánh với nhau Tô Quyển chẳng là cái thá gì cả. Tô Quyển, chị đã nghe thấy chưa? Tôi đây là học sinh của Linda, còn chị là cái thá gì chứ? Nếu như biết điều thì mau mau lùi bước đi, đừng có mặt cố chấp. Linda khi nào có học sinh như cô? Tại sao tôi lại không biết? Chị, một người còn chưa học tới đại học như chị, còn không phải là bác sĩ. Chị đó, ngay cả tư cách gặp Linda cũng không có. Tô Quyển, thân là trưởng bối, tôi khuyên cô một câu, đừng ở đây làm mất mặt nữa, mau trả dự án lại cho nhà họ Tô. Dự án này là của tôi sẽ không bao giờ giao ra. Đào to búa lớn thiệt đó nha. Tôi là học sinh của Linda, chỉ cần một câu của tôi, chị còn không có tư cách vào ngành này nữa kìa, hiểu không? Học sinh của Linda lợi hại lắm sao? Đương nhiên rồi, thứ vô dụng như chị, ngay cả Linda chị cũng không biết nữa sao?
Cô ấy là người mà tôi sùng bái, bác sĩ đẳng cấp nhất thế giới, mà tôi thân là học sinh của cô ấy. Chị cười cái gì? Cảm ơn cô đã khen tôi. Ai khen chị đâu. Không lẽ ý của chị, chị là Linda? Nè Tô Quyển, có phải bị điên rồi không? Tôi không bao giờ có học sinh như cô. Bây giờ không có, mãi mãi cũng không có. Chị, cái gì? Tô Quyển là Linda, là thần y đó sao? Người khác còn không có tư cách được gặp Linda một lần, chúng ta lại được gặp. Nếu như cô ấy thực sự là Linda, dự án này chắc chắn sẽ tăng giá trị. Tôi đầu tư. Tôi cũng đầu tư, mấy người đừng giành với tôi. Tôi cũng đầu tư, tôi cũng muốn đầu tư. Cô có gì chứng minh cô là Linda chứ? Lời của tôi có tính là chứng cứ không? Đình Tiêu, Tô Quyển chính là Linda. Cô ấy cũng được tôi mời tới để trị liệu cho con tôi. Tôi giao, cô còn gì để chất vấn nữa? Nếu là giám đốc Lục ra mặt, vậy chắc chắn là thật rồi. Tôi giao, tôi không có học sinh giống như cô. Cô lấy danh nghĩa của tôi để ra ngoài lường gạt người khác, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đó. Tôi giao đúng là không biết xấu hổ. Tôi đã nói rồi, sao cô ta lại là học sinh của Linda? Ê, mặt mũi của nhà họ Tô sắp bị cô ta làm mất hết rồi. Chị sao lại là Linda chứ? Thứ mà tôi cố gắng hết sức để có được, chị vừa về đã cướp đi hết rồi. Tô Quyển, tôi hận là không giết chết được chị. Tô Quyển à, con cũng là con gái nhà họ Tô chúng ta. Bố, tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ông, không có quan hệ gì hết. Tô Quyển, chị có biết xấu hổ không? Đình Tiêu, anh biết Tô Quyển là loại người gì không? 6 năm trước chị ta đã giúp bỏ chị hôn phu, bỏ trốn với đàn ông khác, làm mất hết thể diện. Loại đê tiện như chị ta. Chị đánh tôi thì tôi cũng nói. Chị là đồ đê tiện lăn lộn với người khác. Không phải chị đắc ý lắm sao? Mọi người mau mau qua xem đi. Linda trong truyền thuyết chính là con gái bị Tô gia dứt bỏ đuổi ra khỏi nhà đó. Mọi người còn chưa biết sao? Vậy ta thật ra chỉ là cô nhi 6 năm trước trong bữa tiệc đính hôn đã dứt bỏ hôn phu của mình và đi ngủ với người khác, còn bỏ trốn ra nước ngoài nữa. Có lẽ học gì này cũng là ngủ với người khác mà có thôi. Đủ rồi. Đình Tiêu, anh là đại nhân vật của thành phố Tân này. Anh chắc là muốn gì người phụ nữ dơ bẩn này? Cô ấy không phải phụ nữ dơ bẩn gì cả. Cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ rách miệng của cô. Tôi không tin Tô Quyển đã như vậy rồi mà Lục Đình Tiêu vẫn thích chị ta. Tôi tự đi được mà. Tôi biết rồi. Vậy thì để tôi xuống. Tôi muốn ôm em. Anh không muốn hỏi gì sao? Đợi lúc em muốn nói gì thì hãy nói. Chuyện 6 năm trước là tôi bị hãm hại. Anh tin không? Tôi tin. Nhưng mà người khác đều không tin. Họ đều cảm thấy thanh danh của tôi ở lại thành phố Tân quá xấu, không còn mặt mũi nào hết. Thế thì làm sao? Tôi sẽ tìm ra người đàn ông năm đó bắt nạt em, rồi chặt anh ta ra 8 mảnh. Anh yên tâm, không có người nào Lục thị không tìm thấy. Đợi tôi bắt được anh ta, đưa anh ta tới trước mặt em, bắt anh ta chính miệng xin lỗi em. Loại đàn ông xấu xa gì cũng xứng chạm vào em. Tôi rất nghiêm túc. Cảm ơn anh. Em biết mà. Thứ tôi muốn nghe không phải cảm ơn. Mami, bọn con về rồi. Người phụ nữ này cười lên đẹp thật. Em yên tâm, chuyện đã đồng ý với em tôi nhất định sẽ làm được. Được. Mấy chuyện này em không cần suy nghĩ, tôi sẽ giải quyết.
Em chỉ cần suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Chuyện giữa tôi và em. Được, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Người tôi bảo cậu tra không ra à? 99% tài liệu của Lục Gia bao trùm cả nước, sao lại không tra ra chứ? Đêm đó người vào trong khách sạn đã loại trừ hết rồi, đều không đúng. Camera ở khách sạn đêm đó cũng đã bị xóa. Chuyện này trừ đương sự ra, nếu tôi biết đương sự là ai, tôi cần cậu tra sao? Không phải cô Tô nói cô ấy bị quan sao? Có phải Tô Gia dở thủ đoạn? Hơn nữa, đêm đó Tô giao với anh ở khách sạn, Tô Nguyễn chỗ nào cũng nhắn vào nhà họ Tô. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Nếu như thật sự do Tô Gia làm, bây giờ họ đã dỗ mặt xưng tên rồi, chẳng lẽ còn có chiêu khác? Nghĩ cách khôi phục camera trước, làm rõ chuyện tối hôm đó. Được, giám đốc Lục, rốt cuộc là ai? Để tôi tra ra được, tôi sẽ lột da anh ta. Linda, bên ngoài đang đồn đãi chuyện của cô năm đó, ảnh hưởng rất xấu tới cô. Đầu tư của dự án cũng khó duy trì. Hơn nữa bên ngoài cũng muốn từ chối hợp tác dài hạn với cô. Được, tôi biết rồi. Mami không vui sao? Đâu có. May mà đường đường họ Bùi đăng ký tuổi nhỏ hơn một tuổi. Chuyện này chắc không liên lụy tới con bé. Ôm mami một cái là sẽ vui thôi. Cảm ơn nhà bảo bối. Nhất định là daddy đẹp trai rồi. Đường đường,